Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc, Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024. Giải 7, các vé tận cùng mang số 6, 1, 9, 2, 0, 8, 3, 3. Giải 6, các vé tận cùng mang số 2, 8, 8, 8, 7, 8, 4, 5, 9. Giải 5, các vé tận cùng mang số 5570, 7834, 5867, 5173, 2969, 1012. Giải 4, các vé tận cùng mang số 1340, 3208, 3152, 1799. Giải 3, các vé tận cùng mang số 50369, 07115, 73615, 52752, 37780, 90972. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 14385, 06275. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 12478. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 53398. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 1MR, 3MR, 5MR, 8MR, 12MR, 13MR, 19MR, 20MR. Kênh xổ số ba miền, kết quả xổ số hôm nay, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!